có được sức mạnh của những Beastmaster cực kỳ mạnh, nhưng Bill cùng với Roxette vẫn không phải là hữu vệ tinh Lostar. Hắn ta có tất cả dữ liệu cũng như cách để chống lại combo Beastmaster cũng như Color Roxette. Sento đã lường trước việc có thể tên chủ quán chính là kẻ chuyển hóa thành Lostar, nên anh đã chuẩn bị riêng cho hắn một món quà Octopus Light combo để chống lại hắn, với phần Octopus màu hồng neon là loài bạch tuộc với râu lởm chởm ở bên vai phải cũng như đôi mắt là một con bạch tuộc đang bơi lội. Khả năng chính của phần này là tạo những chiếc xúc tua tấn công quấn chặt lấy kẻ thù và ném chúng đi khoảng cách xa. Khả năng thứ hai tất nhiên là phun mực làm mất tầm nhìn kẻ thù và gây choáng váng cho chúng. Phần Light cũng bổ trợ cực tốt cho điều này, với phần mắt là những tia sáng của bóng đen cũng như phần bóng đen tượng trưng cho nó ở phần cổ tay cũng như phần vai của anh ấy, tỏa sáng vô hiệu hóa và làm chói mắt kẻ thù. Cả hai đòn vừa làm mù vừa làm chói mắt khiến kẻ thù không thể nào chống đỡ được. Đòn tất sát Vortex Finish sẽ kết hợp cả hai lại với nhau, tạo ra một cầu bóng tối khổng lồ nhốt chặt kẻ thù khiến chúng không nhìn thấy được đòn tấn công, sau đó lao tới bằng Light với nguồn sáng khổng lồ gây sát thương cực lớn với người chúng để kết liễu và dứt điểm hoàn toàn kẻ thù.